Rồi con nói đây, con coi con nói. Ghê quá. Ừ. Cái đó là sao? Những cái này ghê chứ đi. Làm sao có thể bán được con chó được hay luôn á. Người này dũng cảm ghê luôn á. Không hề bị chó cắn một miếng nào luôn á. Bán cái bán cái khác nè. Để cho con coi cái này. Đó gì vậy? Bé rồng á, bé rồng Nam Mỹ. Trời đúng rồi, con rồng Nam Mỹ bê gái. Mày gái? Đúng rồi, gặp gặp mặt mấy con gái nhỏ nhỏ là nó mê à. Rồng Nam Mỹ cũng mê gái nữa hả con? Đúng rồi, mê gái nó giống nó. Rồng Nam Mỹ mà nó cũng mít đứng nữa kìa. Hay quá. Con chó sủ cũng vậy mà đúng không cha? Bữa nay gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Cái gì không? Tự nhiên á, người giao hàng dân gia tự nhiên cô chủ làm gì đi vô hàng máy đi. Ho mắt hả? Cái đó là sao? Là giao hàng là không thấy hàng á. Là không có nhận người ta. Tại chứ. Dạ. Sao đó con giải thích thôi. Là cô chủ không thấy gì hết cho nên mới vô hàng máy không. Ờ, không thấy gì hết phải không? Đúng rồi, dạ. Cái gì vậy? Người ta đóng vai thằng bố mẹ cho nên... À, giật mừng, đào sao giật bị giật mừng luôn á. Ủa là gì bụng bụng quá vậy? Đúng không cha? Ừ. Nó có gì ghê quá à? Đem chứ lấy gì? Đem. Con nghe nói người này đeo lem to là lấy ra không có được đâu. Lem hả? Đúng rồi. Lem to. Hay quá, gái trời hay quá. Con nghe nói con nước mà đeo lem nhỏ. Không, người lớn đeo lem nhỏ nhưng mà bằng con mắt mừng là mới lấy ra được. Còn ai mà đeo lem lớn á, tôi đụng á, là lấy ra không có được.